Vậy là mùa kết quả kinh doanh quý 4 cũng đã dần dần được công bố và các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán cũng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh. Và nằm trong chuỗi những review về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thì có lẽ đây là một trong những doanh nghiệp mà Dũng đã trao đổi với anh chị rất là nhiều. Và có lẽ của năm 2019 đó là một sự hưng thịnh của cổ phiếu này. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối 8 giờ tối. Dũng hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị, vì không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh Đầu tư Chứng khoán, nền kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Và cổ phiếu của FPT kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2019 và của cả năm 2019 ra sao? Chúng ta sẽ đi vào với nhau một vài vấn đề. Trước tiên thì Dũng sẽ trao đổi với anh chị trước về một cái thống kê nho nhỏ của năm 2019, 2020 và tuần trước Tết, Tết Nguyên Đán của mình. Năm 2020 thì VN-Index của năm 2019 tăng được khoảng 6%, trong khi FPT, cổ phiếu FPT đã tăng được khoảng gần gấp 9 lần so với lại VN-Index là khoảng 45%. Năm 2020 thì VN-Index có một sự khởi sắc hơn, nhưng sự phản ánh ngược lại của FPT làm cho nhiều nhà cổ đông đặt ra một dấu hỏi nghi ngờ. Tại sao VN-Index của năm 2020 tăng hơn 3% nhưng giá cổ phiếu của FPT giảm khoảng 2,5%, và tuần trước Tết thôi thì thị trường đã tăng rất tốt nhưng giá cổ phiếu của FPT đã giảm gần 2% so với đầu năm. Vậy điều gì làm nên một sự trái ngược của FPT và so với lại phần còn lại của VN-Index? Thì chúng ta xem được coi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này như thế nào của 12 tháng năm 2019 và xa hơn nữa. Thì anh chị cũng sẽ thấy đây là một cái bức tranh tăng trưởng rất là đẹp của lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Nhưng nếu như anh chị có thể tinh lý thì anh chị sẽ thấy rằng cấu trúc của tháng 10, tháng 11 và tháng 12 của tập đoàn FPT thì lợi nhuận của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận doanh nghiệp đã có những xu hướng sụt giảm. Từ mức con số lợi nhuận khoảng tăng trưởng khoảng 27 cho đến 30% trong khoảng đâu đó là khoảng quý 1, quý 2, quý 3, và đã có những sự sụt giảm của quý 4 năm 2019 dẫn đến một sự kết quả kinh doanh của quý 4 không tốt, và đó chính là cái lý do để cho cổ phiếu của FPT giảm khoảng gần 3% trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2020 tăng khoảng 3%. Vậy câu chuyện của chúng ta đi sâu xem được coi doanh nghiệp này có cái gì để mà lợi nhuận của doanh nghiệp nó không như kỳ vọng. Thì đầu tiên phải trao đổi với anh chị về tập đoàn FPT thì nó sẽ có hai phần. Đầu tiên đó là công ty con của FPT. Sau đó thì chúng ta sẽ có một phần nữa, đó là các công ty liên kết của FPT. Và kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2019 có gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào báo cáo tài sản, nợ và báo cáo vốn. Từ đó chúng ta sẽ đi tìm sâu hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp như thế nào. Đầu tiên anh chị sẽ thấy là cái câu chuyện của tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thì tăng khoảng gần 1.000 tỷ. Và anh chị sẽ thấy cái cấu trúc của tài sản ngắn hạn, tiền và tương đương tiền, cũng như các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tức là các khoản anh chị gửi tiết kiệm kỳ hạn khoảng 3 tháng đổ lại. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tức là các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 1 năm đổ lại, gọi là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản tương đương tiền tức là các khoản có thể gửi trong két sắt của ngân hàng kỳ hạn khoảng 3 tháng đổ lại, từ 1 cho đến 3 tháng đổ lại, gọi là các khoản tiền và tương đương tiền. Thì anh chị sẽ thấy cấu trúc của tiền và tương đương tiền là khoảng 3.500 tỷ. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là khoảng 6.700 tỷ. Hình thành nên một cái cơ cấu của tiền và tương đương tiền và các khoản đầu tư này á, nó rơi vào khoảng đâu đó là hơn 10.300 tỷ. Và 10.300 tỷ là chiếm trên 50% cái cấu trúc tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu như một cái doanh nghiệp nào đó có cấu trúc tài sản ngắn hạn chiếm trên 50% là tiền và tương đương tiền, tức là các khoản quy đổi ra tiền trong vòng 1 năm hoặc là gửi tiết kiệm ngân hàng đó, thì anh chị sẽ thấy đây là một cái cấu trúc rất là đẹp. Nó thể hiện cho một cái sức mạnh tài chính của doanh nghiệp trong ngắn hạn rất là cao. Tại vì tài sản ngắn hạn nó sẽ báo cáo là cái lưu chuyển tiền của các hoạt động kinh doanh mua đi bán lại. Và một cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nó sẽ thể hiện ở đâu? Nó sẽ thể hiện ở trên cái con số là các khoản cash thực sự chia cho các khoản tài sản của doanh nghiệp. Thì tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp á, thì tiền của FPT trong những khoản tài sản ngắn hạn đã chiếm trên 50%. Và anh chị sẽ thấy là cái cấu trúc thứ hai là tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp là khoảng 14.600 tỷ, tăng khoảng đâu đó là hơn 3.000 tỷ. Và tăng hơn 3.000 tỷ nó tập trung chủ yếu ở đâu? Nó tập trung chủ yếu ở tài sản cố định của doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp này đang tái đầu tư nhiều hơn vào tài sản cố định. Tài sản cố định có thể là máy móc trang thiết bị, tài sản cố định có thể là hệ thống tích hợp system, tài sản cố định có thể rằng là các quỹ đất hoặc là khu công nghệ cao, đó gọi là các tài sản. Thì khi mà một doanh nghiệp nào đó có tài sản dài hạn cao hơn so với cùng kỳ năm trước thì rõ ràng là doanh nghiệp này đang bơm vốn để mà tái đầu tư để gia tăng cái tài sản của doanh nghiệp. Gia tăng tài sản của doanh nghiệp mục đích để làm gì? Để ta gia tăng quy mô của doanh nghiệp. Gia tăng quy mô của doanh nghiệp mục đích để làm gì? Để gia tăng hiệu quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Đó chính là ý nghĩa của một tài sản dài hạn. Và tổng tài sản của doanh nghiệp trong năm 2019 là khoảng 33.600 tỷ, tức là tăng khoảng hơn gần 4.000 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, tức là tăng hơn 10%.
hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số tăng phù hợp đối với một cái tập đoàn có một quy mô lớn, tăng khoảng 15% mỗi năm là một con số phù hợp. Và chúng ta xem được coi cấu trúc của nợ của doanh nghiệp này nó như thế nào. Thì anh chị sẽ thấy này, đâu đó là khoản vay và nợ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp là khoảng 7.500 tỷ. 7.500 tỷ là cao hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Và cấu trúc này tức là các khoản vay nó sẽ bơm tiền vào các khoản đầu tư, gọi là các khoản tài sản dài hạn. Thì anh chị cũng sẽ thấy là đa số doanh nghiệp vay các khoản này để tái đầu tư và các mục đích hoạt động kinh doanh trong tương lai. Và xem được coi cấu trúc của vốn của doanh nghiệp á, nó sẽ có là đâu đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là khoảng 16.800 tỷ, trong đó vốn góp của chúng ta là khoảng 6.800 tỷ và 10.000 tỷ còn lại đó là gì ạ? Nó đến là từ các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Thì đây là một cái cấu trúc vốn là cực kỳ mạnh. Tại vì anh chị sẽ thấy là một cái cấu trúc vốn nào mà vốn mình góp mà chỉ bằng 1/3 so với vốn chủ sở hữu á, chứng tỏ là doanh nghiệp này đã giữ lại tiền và tái đầu tư vào các khoản á, tức là giữ lại cái lợi nhuận sau thuế để đưa vào lợi nhuận chưa phân phối hoặc là đưa vào quỹ đầu tư phát triển, nó sẽ càng ngày càng cao. Đây là một cái cấu trúc rất là đẹp. Thì anh chị, nếu như anh chị mà có tâm lý, anh chị hãy chọn những doanh nghiệp nào mà có cái cấu trúc này, tức là vốn chủ sở hữu rất cao nhưng mà vốn góp của mình á, tức là vốn góp cổ phần á, cái mục số 1 anh chị ạ, nó rất thấp, chứng tỏ rằng doanh nghiệp này có nội lực tài chính rất là khỏe và bắt đầu những cái khoản lợi nhuận của những năm trước sẽ đổ về và đưa vào cái khoản là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ đầu tư phát triển. Và anh chị cũng thấy là cái cấu trúc này tức là mình sẽ vay nợ đâu đó là khoảng 7.500 tỷ, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn thì đâu đó là khoảng 8.000 tỷ. 8.000 tỷ trên cái cấu trúc vốn của doanh nghiệp là gần 17.000 tỷ thì tức là đâu đó doanh nghiệp vay khoảng 50% vốn và vay nợ ngắn hạn cộng dài hạn khoảng 50% vốn thì đây là một con số không cao nhưng đây cũng không phải là một con số thấp. Đây là một con số vừa phải và lịch sử chứng minh trong khoảng từ 2017, 2018 và 2019 thì doanh nghiệp vẫn duy trì cái mức tỷ lệ vay là khoảng 45% lên đến khoảng 55% trên vốn chủ sở của mình. Thì nhìn chung là cái kết quả trong quý 4 của doanh nghiệp thì cho thấy rằng là doanh nghiệp chưa có nhiều sự thay đổi quá lớn về cái cấu trúc nợ trên vốn cũng như là cái cấu trúc gia tăng về tài sản. Bản chất doanh nghiệp gia tăng về tài sản một phần nó đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của những năm trước và một phần là có thể là những cái khoản vay nợ thêm để mà cấu trúc gia tăng cái khoản tài sản được khoảng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2018. Đó chính là cái cấu trúc của báo cáo tài sản của doanh nghiệp. Thứ hai là báo cáo hoạt động kinh doanh thì anh chị sẽ thấy là quý 4 năm 2019 thì doanh nghiệp tăng trưởng khoảng đâu đó là hơn 1.000 tỷ, 1.100 tỷ về doanh thu và sau đó là lợi nhuận gộp bán hàng cuốn dịch vụ là khoảng 3.000 tỷ, tăng khoảng 500 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, tức là tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng doanh nghiệp này các khoản chi phí bắt đầu gia tăng, tức là họ vay nhiều hơn, họ vay hơn 1.000 tỷ thì các khoản lãi vay của doanh nghiệp nó sẽ cao hơn. Lãi vay cao hơn, các chi phí bán hàng nhiều hơn, chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn, cũng như là các khoản lợi nhuận từ công ty con và công ty liên kết ít hơn, dẫn đến cái cấu trúc đó là cái lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và earning per share của doanh nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đó chính là những cái yếu điểm của báo cáo hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2019 của tập đoàn FPT. Nếu như chị tin lý tại sao lợi nhuận sau thuế là 971 tỷ cao hơn 40 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ là 737 tỷ thấp hơn khoảng 40 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, chuyện gì đang xảy ra như vậy? Thì Dũng và anh chị sẽ đi với nhau để bóc tách xem kết quả kinh doanh như thế nào. Đầu tiên, doanh nghiệp này hình thành bởi ba kiềng. Thứ nhất đó là công nghệ, thứ hai là viễn thông và thứ ba là giáo dục. Cột màu xanh lá này tức là bên ngành mảng công nghệ, cột màu vàng nhạt này đó là cột về viễn thông và cuối cùng vàng đậm đó là mảng về giáo dục. Thì anh chị sẽ thấy công nghệ chiếm khoảng 57% cấu trúc doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, sau đó là mảng viễn thông và cuối cùng là mảng giáo dục. Thì chúng ta sẽ đi tìm từng mảng để chúng ta xem được coi cấu trúc như thế nào. Thì anh chị sẽ thấy đây là cái cấu trúc của hoạt động kinh doanh của khối công nghệ. Thì khối công nghệ duy trì sự tăng trưởng khoảng 22-28% trong suốt khoảng 9 tháng đầu năm. Nhưng đến thời điểm hiện tại của tháng 12 năm 2019 thì khối công nghệ chỉ tăng trưởng khoảng 18%. Tức là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của giá cổ phiếu cũng như sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái đa phần đến từ khối công nghệ. Mà khối công nghệ thì đến từ đâu? Có hai phần, đó là khối công nghệ phần mềm, tích hợp phần mềm và khối thứ hai đó là ES, gọi là Information System, tức là khối mà sử dụng các phục vụ cho các phần cứng. Thì anh chị sẽ thấy này, khối công nghệ và xuất khẩu ra nước ngoài vẫn tăng trưởng khoảng 27%. Trong nước thì tăng trưởng đâu đó, doanh thu là không tăng trưởng nhưng lợi nhuận thì tăng trưởng khoảng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi cái động lực tăng trưởng của tập đoàn FPT tập trung chủ yếu đó là xuất khẩu phần mềm. Và xuất khẩu phần mềm duy trì sự tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái suốt 9 tháng đầu năm. Nhưng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 thì cái doanh thu và lợi nhuận của khối công nghệ xuất khẩu phần mềm này
chỉ còn tăng trưởng khoảng 26-33%. Thì rõ ràng cái câu chuyện động lực tăng trưởng của cổ phiếu cũng như là tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn trong quý 4 đa phần bị sụt giảm là do khối công nghệ. Và khối công nghệ thì đó là một trong những mắt xích rất quan trọng. Và anh chị cũng sẽ thấy tăng trưởng thì vẫn tăng trưởng nhưng không đẹp như là 10 tháng đầu năm. Khối viễn thông thì vẫn duy trì ở mức khoảng 17-18%. Trong đó có dịch vụ viễn thông và quảng cáo trực tuyến. Thì dịch vụ viễn thông thì vẫn tăng trưởng khoảng 30% và quảng cáo trực tuyến thì đi ngang và không tăng trưởng. Doanh thu và tăng trưởng của khối giáo dục thì ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong tháng 12. Do đó cái cấu trúc này là chủ yếu đa số là nguồn nhân lực để hỗ trợ cho cả hai mảng là viễn thông và công nghệ. Thì nhìn chung cho lại cuối cùng thì là doanh nghiệp này tăng trưởng khoảng 21% trong năm 2019 của tập đoàn FPT. Trong đó khối công nghệ tăng trưởng khoảng 30%, khối viễn thông tăng trưởng khoảng 24% và khối giáo dục thì tăng trưởng khoảng 7.5%. Vậy lý do tại sao khối công nghệ tăng 20-30%, khối viễn thông tăng 24% mà lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ tăng trưởng khoảng 20-21%? Đó là do những cái mảng bán lẻ, những cái mảng đơn vị liên kết của doanh nghiệp năm nay hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, dẫn đến là cái tốc độ lợi nhuận của doanh nghiệp giảm khoảng gần 10%, từ đó tạo ra một cái báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp trong quý 4 năm 2019 và của cả năm 2019 có những sự sụt giảm. Thì anh chị sẽ thấy là mảng phân phối và bán lẻ, đó là đơn vị liên kết, thì năm nay tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của doanh nghiệp giảm khoảng gần 10%, kéo theo đó là sự tăng trưởng cuối cùng của tập đoàn FPT là tăng trưởng khoảng 21%, trong khi khối công nghệ tăng trưởng khoảng 30%, khối viễn thông tăng trưởng khoảng 24%. Doanh nghiệp này thì vẫn duy trì được biên lợi nhuận rất cao, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp duy trì ở khoảng 35-40%, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp duy trì ở khoảng từ 15-18% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đây là thể hiện cho một doanh nghiệp có cái lợi thế cạnh tranh và hoàn thiện được cái chuỗi giá trị của mình. Tức là chuỗi giá trị là khép kín đi từ đầu vào và đi từ đầu ra. Như vậy thì làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp tốt hơn. Biên lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn thì cash của doanh nghiệp sẽ nhiều hơn. Và nếu như nhìn vào cái cash nhìn vào đâu, chính là nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Anh chị sẽ thấy là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là khoảng 6.000 tỷ tiền mặt trong năm 2019 rót vào két sắt của doanh nghiệp. Anh chị cũng sẽ thấy thôi, một năm kinh doanh bao nhiêu nhưng cuối cùng bao nhiêu tiền rót vào két sắt của doanh nghiệp, đó mới là cái quan trọng. Và tập đoàn FPT năm 2019 thu về được 6.000 tỷ tiền mặt gửi vào két sắt của ngân hàng. Đó gọi là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Năm nay doanh nghiệp thì cũng có đâu đó là khoảng 2.700 tỷ đầu tư, tái đầu tư mới vào tài sản cố định, tái đầu tư mới vào hoạt động kinh doanh, dẫn đến dòng tiền của hoạt động đầu tư âm. Và cuối cùng dòng tiền tương đương tiền cuối kỳ của doanh nghiệp là khoảng 3.500 tỷ, so với cùng kỳ năm ngoái là 4.000 tỷ. Vậy thì rõ ràng anh chị sẽ thấy cấu trúc này là một cấu trúc rất mạnh về tài chính. Lưu chuyển tiền tệ nó thể hiện là doanh nghiệp đó ngày 31 tháng 12 năm 2019 có bao nhiêu tiền trong két sắt và bao nhiêu tiền trong két sắt đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, đầu tư bao nhiêu, kinh doanh thu về được bao nhiêu và mình có trả nợ hay không, hay mình trả cổ tức hay không. Và cuối cùng ngày 31 tháng 12 năm 2019, tập đoàn FPT có 3.500 tỷ trong két sắt ngân hàng. So với các doanh nghiệp khác, anh chị có thể làm một phép so sánh tương đương để xem được coi giá trị của doanh nghiệp nó nằm ở đâu, doanh thu lợi nhuận, biên lợi nhuận hay nó nằm ở cash. Và cash nằm ở đâu? Nằm ở lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và cuối cùng chúng làm một cái thống kê nho nhỏ, VN Index của năm 2019 tăng 6%, FPT tăng 45%, trong khi năm 2019 doanh thu lợi nhuận và earnings per share của doanh nghiệp nó duy trì ở khoảng gần 20%. Vậy rõ ràng cái mức độ tăng giá 45% của năm 2019 nó đã cao hơn so với sự tăng trưởng thực của FPT năm 2019. Và kế hoạch của năm 2020, doanh thu và lợi nhuận và earnings per share của FPT nó cũng sẽ tương đương so với năm 2019, tức là quanh khoảng đâu đó là gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy ở thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu giảm 2,5% từ năm 2020 và tuần trước Tết giảm gần 2%, đó là những chuyện hợp lý. Vì đơn giản là vì FPT đã tăng quá nhiều của năm 2019 và tốc độ tăng giá cổ phiếu đã cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, của lợi nhuận và của earnings per share. Rõ ràng đó là một cái điểm trừ của FPT của năm 2020 vì giá cổ phiếu đã tăng trong một thời gian dài. Nhưng câu chuyện của năm 2020 đó là sự tăng trưởng trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu đã phản ánh cho năm 2019 và 2020 có gì thì giá cổ phiếu của FPT sẽ tăng cho năm 2020. Và nếu như anh chị đầu tư vào cổ phiếu của FPT năm 2020, anh chị xem xét thử với tốc độ tăng trưởng khoảng 18-20%, nó có đáng để anh chị đầu tư hay không? Và với mức PE ở thời điểm hiện tại của FPT nó rơi vào khoảng đâu đó là 13 lần, trong khi PE của thị trường chứng khoán Việt Nam là 18 lần. Song song đó có một cái điểm gợn, đó là giá cổ phiếu đã tăng trước đó trong một thời gian lâu. Và ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư mới theo em phải chấp nhận một cái mức giá cao hơn so với của những năm 2019. Và câu chuyện của năm 2019 đã qua đi và những gì của chúng ta nhìn vào đó là câu chuyện của năm 2020. Và Dũng và các anh chị cũng sẽ đồng hành với nhau để xem được coi kết quả kinh doanh của quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của năm 2020 của tập đoàn FPT như thế nào.
Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về lý do tại sao giá cổ phiếu giảm, kết quả kinh doanh quý 4 của doanh nghiệp như thế nào, sức mạnh tài chính của doanh nghiệp ra sao, khối công nghệ của doanh nghiệp tăng trưởng như thế nào, khối viễn thông ra sao, khối giáo dục ra sao. Mọi chi tiết xin lời với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436 để mở tài khoản tại chứng khoán FPT năm 2020. Chứng khoán FPT giảm phí giao dịch từ 0.15% về 0.1% tùy vào các giá trị giao dịch. Nếu như anh chị cần một người quản lý tài sản đầu tư để dòng vốn của chị phát triển một cách ổn định, an toàn và bền vững, đây là lịch đào tạo của Dũng trước sau Tết, tối 3, 5, 7, từ 7 giờ đến 9 giờ, tuần thứ 2 của tháng 2 năm 2020, đầu tư chứng khoán cơ bản online. Mọi chi tiết xin lời với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.